Hello mọi người, mình là Táo đây. Hôm nay là một ngày rất dài luôn, vì hôm nay tụi mình sẽ đi về quê á. Tính ra tụi mình mới ra Đà Nẵng chưa được 2 tháng luôn á, giờ lại sắp về nhà rồi. Rút tiền xong thì giờ hai đứa đi ăn bún mắm cái đã. Xong mình tranh thủ ghé công ty để gia hạn lại hợp đồng làm việc luôn. Lâu lắm rồi mình không lên công ty làm việc ấy. Tiện đường về trọ thấy cái điện máy xanh nên mình ghé mua cái gì phone luôn. Hôm nay trời không đẹp lắm, không thấy nắng luôn ấy. À cầu rồng nè, đoạn này là tụi mình đang tới bệnh viện 199 ở quận Sơn Trà để test nhanh Covid. Hai đứa thì tiêm đủ 2 mũi rồi, giờ test âm tính nữa là yên tâm về nhà. Đợi tầm 30 phút là có kết quả nè. Thế vậy chứ 30 phút cũng nhanh lắm, kết quả âm tính rồi nè. Giờ thì hai đứa chạy về nhà dọn đồ thôi. Lại xa Đà Nẵng rồi, lần này không biết khi nào mới quay trở lại nữa. À, nãy là mình quay đuôi cầu rồng ấy, giờ mới là cái đầu rồng này. Hai đứa có dự định đi nhiều nơi ở Đà Nẵng lắm, mà tiết này dịch căng quá, đi chơi cũng khó. Thôi hẹn Đà Nẵng vào một ngày không xa nhé. Về tới trọ là phải dọn đồ liền ấy. Đồ tụi mình thì cũng hơi nhiều, nên dọn hơi cực xíu. Nên là đến chiều tối mới dọn xong luôn. Đoạn này là mình đi mua thuốc say xé, xíu nữa đi xe rồi. Ôi nhanh quá, 6 giờ tối rồi, 6 giờ 30 là xe khách chạy, nên là nhờ hai đứa book Grab để lên bến cho kịp giờ. Cuối cùng cũng lên xe rồi, giờ chỉ cần ngủ một giấc tới sáng mai là tới nhà. Sắp được về với gia đình vui kế mọi người ạ. Mà hai đứa nhìn như kiểu đang đi du lịch cái nhỉ. Chưa còn hơi ấm chung tay mà anh cùng em hẹn ngồi dưới phố. Vì ngọt trên đôi môi em vẫn còn lưu hương ở lần cuối đó. Bằng lăng in trên mây trắng cũng chả thay nhường tim chẳng. Con gái mình này, mà may mắn cái là bà này bả lên xe làm ăn ngon lắm. Với ai lặng buông thả chả cần vương. Nhìn hoa khi đã khô héo nhưng vẫn muốn còn tỏa ngàn hương. Đường tình mình không điểm kết cứ bất tận như thể vô biên. Nhanh lắm mọi người ạ. Bây giờ là 5 giờ sáng rồi ấy. Ngủ mấy giấc là tới nhà liền. Tới nơi ông em mang cao 4 qua chở cái vali để về nhà quán. Xong thì cũng chưa sáng ấy, nên là hai đứa ngủ. Bây giờ ông đi học, hai đứa thì đi khai báo y tế luôn. Giờ tụi mình mới về lại nhà chính. Mà bầu trời Đắk Lắk thật dữ mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã xem video của em.